thống rồi. Ok, chào mừng tất cả mọi người đến với trận đấu được đón sớm nhất tại giải đấu Shinkansen Hà Nội 2019 ở nội dung đôi nam chung kết sớm. Đối đầu giữa cặp đôi phía gần màn hình, cặp đôi áo đen đó là cặp đôi Kim Sarang và Han Bong Hyeok. Đối đầu cặp đôi Ji Yeon Seong và cặp đôi Kim Dak Jung. Ok mọi người hãy giúp mình chia sẻ livestream để nhiều người xem nha. Tất cả các bạn đang rất đón chờ trận đấu này. Thực sự là không cảm thấy đang hơi run khi được thưởng thức đầu cầu sắp được thưởng thức lượng cầu của ông bạn không đều. Rất bình tĩnh. Hàng bông hiệu. Bây giờ muốn tăng chất lượng cũng có mọi người ạ. Thực sự Hùng đang quay HD nha. Mọi người yên tâm, nếu mà trực tiếp không full HD thì tí nữa sẽ được full HD. Rất cay của Kim Sarang. Điểm 2-1. Han Bong Hyeok phát cầu. Mờ quá. Bây giờ Hùng thực sự chịu anh ấy, Hùng một tưởng không phát được cơ. Hùng để lại những chim này cả ngày rồi mà tại sao lại mờ thế nhỉ? Đấu giữa Ju Yeon Seong và Kim Dak Jung của Hàn Quốc đối đầu với cặp đôi liên quân Kim Sarang của Hàn Quốc cặp với Han Bong Hyeok của Malaysia. Thực sự rất đáng tiếc về chất lượng màn của Hồ. Rất xin lỗi mọi người ạ. Điểm 5-2 cho cặp đôi Kim Sarang và Han Bong Hyeok. Mới chỉnh nét không được em ơi, đây thuộc về chất lượng hạng rồi. Thực sự đến thời điểm hiện tại cũng không lực nha, chỉnh được chất lượng hạng đâu. Không chỉnh nổi. Kéo thật. Người ta cũng đập mạnh lắm nha, kiểu rất là bình tĩnh. Do mạng mọi người vừa phát trực tiếp mà cũng phát nổ ấy. May sao phát được, rõ ràng cái mạng này là 2G từ sáng đến giờ không dùng gì giữ để tối nay live stream mọi người. Không thể ra vấn đề đấy thì hơi buồn một chút. Thủ kia, dã man. Thủ nhỉ, thuốc chiến thủ cho em ơi. Ném cầu rất mỏng, vẫn còn. Ui. Đang có mặt tại nhà thi đấu Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
phạt của hai mục của Dujon Chiang dẫn tiếp cầu ra ngoài. Điểm 8-4 cho cặp đôi Liên Quân. Nếu mọi người thấy trận đấu này hay hãy giúp cùng chia sẻ đúng không ạ? Hãy giúp cùng chia sẻ để nhiều người xem hơn nào. Để nhiều người được thưởng thức trận đấu này hay hơn nào. Rất khéo léo. Đó là một pha đánh rất bình tĩnh. Versus Kenas Adi Haryanto, Rian Agung Saputro, Indonesia. Umpire Phạm Thanh Chí, Việt Nam. Service Judge Hutham Hamun, Iraq. Court 2. Sân số 2, nội dung đôi nam. Trận đấu số 14. Lee Xiang Mu, Lee Yong Shen, Trung Hoa Đài Bắc. Đấu với Kenas Adi Haryanto, Diana Musaputro, Indonesia. Trọng tài chính Phạm Thanh Chí, Việt Nam. Trọng tài giao cầu Hutham Hamud, Iraq.
hiểu ấy. Nói gì không hiểu luôn. Thực sự rất hay. Ok, điệu đang là 11-9 cho cặp đôi đến từ Hàn Quốc. Là 38 người. Live stream mà mọi người live stream sao mà nghe được, live stream nó chỉ tương đối thôi chứ cũng có thể là một phần do chất lượng của mạng của mọi người nữa. Ok, chúng ta trở lại với trận đấu thứ nhất. Cặp đôi đến từ Hàn Quốc đang dẫn trước với tỷ số là 11-9. Chúng ta đang bắt đầu. Hey!
thấy yên tâm, mọi người có tìm thấy cái điện thoại phía trước mà chúng ta chưa ạ? Đang quay nó là ở chế độ HD. Mọi người đồng sẽ cắt và đăng lên cho mọi người thưởng thức ngay. Full HD luôn. Đẹp thưởng thức ngay. Người ta sẽ cặp đôi đến từ Hàn Quốc. Các thằng phát cầu đều tập trung lại bình luận này. Và cầu hơi vội vàng của Kim Sara. 16-13. Cặp đôi đang đánh tin. Đúng, cần phải có đúng rồi. Đúng rồi, bạn. Xin mời bạn. Thôi em ơi, bỏ đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
từ Hàn Quốc. Đây là cô kết thúc trận đấu thứ nhất. Cho cặp đôi dự cho và Kim Nam Giang. Ăn tầm mấy người ăn Thank you.